Hội nghị tập trung thảo luận về việc triển khai hoạt động chiến lược du lịch ASEAN 2016-2025 cũng như các ưu tiên quan trọng khác trong giai đoạn 2023-2024 nhằm hỗ trợ hơn nữa sự phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch phù hợp với chủ đề du lịch chất lượng và có trách nhiệm vì tương lai bền vững của ASEAN. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhận định tình hình du lịch của khu vực ASEAN đang có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, các nước thành viên vẫn cần tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác, đẩy mạnh ngành du lịch ASEAN để bắt kịp tốc độ của các khu vực khác trên thế giới. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị trong thời gian tới, các nước thành viên nên xem xét phối hợp đăng cai các hội nghị, hội chợ, lễ hội du lịch quốc tế quy mô lớn với sự tham gia của nhiều nước thành viên. Đồng thời, ASEAN cũng cần tăng cường kết nối giao thông đường hàng không, đường bộ, đường biển nhằm thúc đẩy du lịch thông suốt và thuận tiện. Như khi chúng ta cùng nhau nhìn lại tác động của đại dịch COVID làm ảnh hưởng đến du lịch trong nội khối và đề xuất các giải pháp phối hợp trong thời gian tới, theo cái tinh thần là mỗi một quốc gia phải chủ động tháo gỡ những khó khăn và điểm nghẽn để kết nối tốt nhất, từ bắt đầu kết nối giao thông đến xây dựng các cái sản phẩm có thương hiệu của quốc gia, hình thành các cái tour tuyến và đặc biệt là hưởng ứng một cung đường 10 điểm đến mà sáng kiến Việt Nam đã đề ra. ASEAN là một trong những khuôn khổ hợp tác đa phương du lịch mà Việt Nam tham gia sâu rộng và có hiệu quả nhất. Việt Nam đã ký hiệp định hợp tác du lịch song phương với tất cả các nước thành viên ASEAN, thực hiện hiệu quả nhiều chương trình hợp tác ngắn hạn và dài hạn. Đối với du lịch Việt Nam, ASEAN là một trong những thị trường đối tác quan trọng nhất. Hội nghị đã thông qua lộ trình hành động vì sự phát triển du lịch bền vững ở ASEAN. Điều sẽ góp phần thúc đẩy và thu hút nhiều hơn nữa du khách trong và ngoài khu vực đến tham quan và du lịch tại các quốc gia ASEAN, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn du lịch ASEAN đến năm 2025, đưa ASEAN trở thành điểm đến du lịch chất lượng, độc đáo, đa dạng và có trách nhiệm, đóng góp đáng kể vào sự cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân ASEAN. Phạm Kiên, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.